sau một quá trình mình làm, đó là từ lúc mà nhổ răng, chữa tủy, rồi làm lại một cái răng sứ cho mình, thì cái quá trình mình làm đó, thì mình thấy có khó khăn gì? Quá trình làm có đau đớn gì nhiều không? Chút ít ha. Rồi, tại vì chị ở xa quá, cho nên cái chuyện đi lại nó hơi khó khăn, nên thời gian điều trị cũng kéo dài. Nhưng mà sau khi làm xong hết rồi, hôm nay là tái khám trở lại, thì mình thấy cái kết quả mình thấy hài lòng. Kết quả hài lòng. Thấy cuộc sống nó có thay đổi gì không? Thấy giờ em cũng tự tin hơn. Tự tin thì cười đúng không? Tự tin thì cười. Rồi chụp hình thấy thoải mái hơn không? Thoải mái như giờ mình thấy như làm gan về cái đầu hai bên cái má thì nó hơi lên. Nó phấn lên. Nhìn mặt nó đầy đặn. Bây giờ người ta hỏi bộ mới đi bơm mặt về. Thì làm răng xong thì nó đầy đủ răng á. Thì mình thứ nhất là chị cũng thoải mái về tâm lý, thứ hai là ăn uống cũng dễ dàng hơn, và thứ ba là có cái khung răng nó đầy nên là cái khuôn mặt mình nó tươi hơn, và tâm lý thoải mái thì nhìn cái mặt nó cũng tràn đầy sức sống hơn. Cười rồi thoải mái, lúc trước cười cái đưa răng ra quá cho nên chị không dám cười, đúng không? Cười từ đó tới giờ mấy chục năm nay. Rồi bây giờ thì thoải mái hơn, tự tin hơn, thì cười nhiều hơn, và chị phải cười nhiều hơn để xem cho nó trẻ hơn. Tại mấy năm nay không có cười nhưng khiến nó quen đi. Từ từ mới làm ra xong mình chưa có quen với cái hàm mới, thì mình chưa tự tin để cười. Bây giờ có hàm răng mới rồi, tự tin cười. Lúc bây giờ là không có tấm hình nào cười chứ, từ lúc biết chụp hình tới giờ. Vậy là bây giờ là cười thoải mái đúng không? Cười như vậy đó, cười thoải mái như bây giờ chị đang cười vậy đó. Rồi về cái chuyện ăn nhai thì mình thấy khó khăn. Nhà giờ như ăn rồi ăn thì không có khó khăn, tại lúc trước ăn thiếu rồi đừng quên chứ ăn lòng trọng. Rồi bây giờ nhai thì thấy thoải mái hơn đó chị. Rồi mình ăn rồi bây giờ thì cố gắng đi tái khám một lần sau tháng một lần, rồi vệ sinh răng sạch sẽ, và cũng như có răng sứ hay là răng thật gì mình hạn chế ăn đồ nhai đúng quá. Ví dụ như là sụn sườn hay là gan cua, đặc biệt là ở Phú Quốc là rất là nhiều là hải sản, thì ăn uống cẩn thận chút xíu giùm em nhé. Rồi ăn cua thì dùng kẹp bóng lên nhé. Đừng nhai gan cua vô em. đừng có thử bằng gan cua giùm em. Dạ rồi, cảm ơn chị. Khi nào mà quay trở lại tới khám thì em sẽ kiểm tra lại thêm, nếu mà có bất thường gì cứ gọi liên hệ cho bệnh viện nha. Cảm ơn chị đã tư vấn.